Chúng tôi xin chào, biết chào quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Một vỗ tay lớn là sao được mà. Hôm nay hát một bài mới nha. Bài Đến Đâu được không ạ? Bài này lần đầu tiên nghe ở đây. Rồi, bây giờ là sẽ đi xuống nha. Xuống hay ở trên này? Chương trình cho Phương Thanh mấy giây được giao lưu quý vị. Vỗ tay lớn nha. Xin cảm ơn. Tất cả các tiết mục đều vỗ tay thật là lớn nào. Chung